Chào tất cả các bạn và anh em đã đến với kênh YouTube Tài Chính của em ha. Kênh em là chuyên thanh lý, mua bán, trao đổi thiết bị âm thanh, dàn sóng, dàn kẹo kéo. Và có thâu mua nhạc của anh em ở gần xa ha. Địa chỉ em ở Ninh Thới, Cầu Kè, Vinh, số điện thoại là 0787979286 anh em ha. Thì hôm nay thì em có lên được mấy món đồ thanh lý anh em. Loa, men, nói chung là rất là nhiều thiết bị anh em ha. Thì em có thâu mua dàn nhạc của anh em ở gần xa. Anh em có dàn nhạc bỏ nghề hay là chán nghề hoặc là chuyển đổi công việc khác, cần thanh lý dàn nhạc thì alo em ha. Hôm nay thì em có về là có số 260 còn đẹp can anh em ha. Vang số thì cũng còn rất là nhiều mẫu lọc xì, cốt cơ, nâng tiếng, nói chung mấy cây giá rẻ về cho anh em ha. Và em có bên kia thì chắc là cuối video em sẽ quay anh em nha. Cuối video thì em sẽ quay cho anh em là một cái lô là bát 30 đôi thành phẩm, 40 thành phẩm xúc thì giá rẻ. Thanh lý được cái vàng giá rẻ mà cái vàng nó cũng là xài gia đình anh em ha. Thì anh em mua gia đình thì alo em ha. Và đầu video hôm nay thì em bán anh em là một cây 260 Debit 260 anh em ha. Đó, 260 còn nguyên tem luôn. Cây này đẹp can như mới anh em nha, rất là đẹp nha. Cây này đẹp can xà beng luôn, đẹp can xà beng 2.900.000. Đẹp nói chung là không khác vàng mới cho mấy anh em nha. Đó, 2.900.000 khách xài gia đình thanh lý lại anh em ha, rất là đẹp. 2.900k cho một cây DD hạt vắt 260 anh em ha. Mua mới thì mình sẽ tốn 4 triệu mấy nè, mua này thì 2.900. Một con cốt cơ sao kin anh em ha. Đó, một cây cốt cơ sao kin còn nguyên tem nè, cây này 1 triệu anh em nha. Cốt cơ 236 của sao kin 1 triệu đồng. Một cây cốt cơ 234XL giá là 600.000 em ha. 234XL 600.000. 166XL 600.000 luôn cho anh em ha. Một cây nâng tiếng 3.000 cũng là 600.000 cho anh em luôn. Ở cốt cơ đầu giá rẻ đây. Và tiếp theo là có một cây Idol 100, Idol 200 anh em ha. Cây này 700k, Idol 200. Một cây vang cơ lai số ETC, nó có mấy cái nút chỉnh delay nè anh em ha, có màn hình khá là to nha. Đó, màn hình này là khá là to anh em. Mã là LX600 Pro, cây này bán anh em 1.100.000. Một cây vang net có Bluetooth, mấy cây này có Bluetooth, có lùi vợt đầy đủ anh em ha. 1.100.000. Vang S7 Bluetooth 1.100.000. Đó, cây này là mấy cây này đẹp can anh em ha. Đẹp khoảng 90%. Và bên này thì em có một cây VA. Một cây vang VA có Bluetooth anh em ha, giá rẻ cho anh em đây. Một cây VA này bán anh em còn nguyên tem nha. Đó, mấy cây này là còn nguyên tem nè. Bán cho anh em cái này 900k ha, VA có Bluetooth. Tiếp theo là em có một cây vang D4 Pro anh em nha. D4 mà là cái loại Pro chứ mà là B4 thường. D4 Pro thì bán anh em 2.500.000 luôn anh em ha. D4 Pro 2.500.000. Idol 200 thì giá là 700k anh em ha. Idol 200 mặt màu trắng nè anh em, 200.000, rất là đẹp ha. Tiếp theo là em qua mấy cây vang số ha. Quay số thì em có một cây DK-KIN, DK-9000 anh em. DK-9000 thì bán cho anh em với cái giá là 1.400.000. Cây này thì không đẹp ha. Nói chung là cũng còn đẹp, nhưng mà không đẹp bằng cây dưới anh em. Cây dưới mình bán 1.500.000 thì cây này bán 1.400.000. Tiếp theo là em có một cây Bosai X5. Bán hôm nay bán cho anh em giá là giảm giá tiếp tục cho anh em là 1.800.000. Cho một cây Bosai X5 anh em ha. 1.800.000 cho một cây Bosai X5. Và một cây Bosa 9 hôm nay bán anh em giá là 1.900.000. Đó, Bosa 9 1.900.000 ha. Một cây MU DSB980 thì cái này bán anh em 1.000.000 ha. Đây là một cây DK9000 nữa. DK9000 còn nguyên tem, nguyên zin, còn rất là đẹp. DK9000 anh em ha. Thì bán cho anh em với cái giá 1.500.000. DK6000 đây là một cây X6 anh em nha. Một cây X6. Một cây, ủa lộn, xin lỗi anh em, cây là một cây X8 anh em nha. Nó là hai mít riêng biệt nha. Nó còn rất là đẹp, 2 triệu đồng. Hai mít riêng biệt nha, 2 triệu. Một cây Sansui E60 giá là 1 triệu đồng ha. Sansui E60 còn đẹp. Một cây 3R Audio DMC21E giá của nó là cũng là 1 triệu đồng anh em ha. Rồi tiếp theo cho anh em là một cái cây này là một cây một cây vang số mà toàn là chữ tàu hết nha. Cái này là cái đời nó làm tự nhiên em quên tên mất tiêu rồi anh em, thông cảm ha, chữ tàu. Như cái này là nhớ là
bán cái này 1.500.000 nha. Mấy cái này thì mấy anh hay bán là 2.500.000 đâu không á, cao hơn ít năm nhiều. Nó nhưng mà nó là toàn là chữ tàu, trong này là phần mềm nó cũng chữ tàu luôn. Cái cây này tự nhiên em quên tên ngộ ta. Rồi, bỏ qua đi ha. Đó, cây này là 1.500.000 nha anh em. Tiếp theo là một cây lọc xì B-Way. Một cây lọc xì B-Way thì bán cho anh em giá là 1.100.000. Một cây lọc xì 223. Ở trong là nó có hai dĩa mặt luôn anh em ha. Đó, cây này thì khách báo là chỉnh không biết chỉnh gì đó, chỉnh không ra gì đó, là do khách cắt hết vậy nè anh em. Nó khách cắt như thế này nè, nó sao chỉnh ra được anh em ha. Cây này bán anh em 1.000.000 luôn nha. Nó có hơi xét nhẹ chỗ này anh em, hơi xét nhẹ chỗ này nè. Bán em 1.000.000 nha. Bán 1.000.000 cho nó bị xét xét chỗ này anh em. Nó gõ ha, tình trạng nha. Một cây BS. Một cây BS, một cây vang, cơ lai số, có màn hình to, có Bluetooth, có revert riêng nè anh em. Cây này 1.000.000 anh em ha. Và một cây 3.000A. Một cây 3.000A này bán em 1.000.000 luôn. Đây là một cây vang số, giới chỉnh giống hơi hơi hao hao ít tâm anh em ha. Lọc xì 2231, cây này còn đẹp keng. Đó, còn đẹp thì giá là 1.100.000. 1.100.000 cho một cây lọc xì 2231 anh em ha. Và tiếp theo đây cũng còn một cây lọc xì B-Way. Một cây lọc xì B-Way thì bán cho anh em với cái giá là 1.100.000. Cốt cơ 223XS giá là 600. Cốt số ly nông, cốt số này ly nông, bán cho anh em giá là 1.300.000. Cốt số DBX 260BX thì bán cho anh em với cái giá là 2.000.000 ha. Và một cây cốt số nữa nè. Một cây cốt số 23B thì cây này là 1.300.000 anh em ha. Đó. Cây này một cây cốt số màu xanh cũng chạy ok hết. Một cây EQ rồi của Mirivert 4 thì giá là Mirivert 4, cái này giá 800 anh em ha. Và đây là cái lô Mirivert 4, số có, cơ có ha. Thì cây này bên này lẹp keng thì giá là 1.000.000 một cây. Còn bên đó xấu hơn tí thì 800.000 anh em ha. Đầu thu BBS thì em cũng có luôn. Quay qua cho anh em là còn một số men và lo mixer thì quay từ từ cuối video anh em ha. Anh em xem thì ủng hộ giùm em ha. Dây 4 ruột hàng mới, dây 4 ruột hàng mới thì giá của nó là 30.000 một mét anh em ha. Quên, đây còn một cuộn dây 4 ruột. Một cây cuộn dây 4 ruột 1 cộng là 4 mét. Ồ, xin lỗi anh em, 1 cộng là cộng này là 9 mét anh em nha. 2 cộng là 18 mét. Đó, anh em có sử dụng được alo giùm em. 350.000 cho một cuộn dây 18 mét như thế này. Dây này qua sử dụng rồi anh em nha, nhưng cũng còn đẹp. Cái này thì dây này thì mình chỉ chùi lại thôi, chứ không có gì, nó dây là dây mềm. 18m, một cuồng 9m, một cộng 9m ha. Thì một cuồng nó là 18m, 18m thì giá là 350.000, không bao ship nha, hàng bên em bán thì không bao ship anh em ha. Men GHS. GHS 52 sò, nguồn zin tụ zin ha. Theo thì em có một cây men Yamaha anh em ha. Một cây zin men Yamaha BS 7000S, cái này bán em 2.300.000 em ha. B 7000S, 2.300.000. Tiếp theo là em có một cây men Việt Nam 4 kênh, cái này là men Việt Nam chế anh em nha. Một cây men Việt Nam 4 kênh bán cho anh em với giá là 2.500.000 anh em ha. Đánh được 4 cái 40 con 75 thì khách đang đánh một cái 40 con 100 và một cặp 30 luôn á anh em ha. Nhưng mà em khuyên anh em đánh là 4 cái 40 con 75 thôi. Đó. Con này thì giá là 2.500.000 cho anh em, một con 4 kênh Việt Nam. Giá 2.500.000 ha. Một cây Crown X402 bán anh em giá là 2.900.000. Men Crown ha. Và tiếp theo thì em có hai bộ Miro Sua UGX 21 và Sua UGX 10. Tay ở đây anh em ha, một bộ thì đồng giá là 1.000.000 anh em nha. Đó, tay thì có dán decal lại cũng còn đẹp, tương đối đẹp hết anh em ha. Một bộ 1.000.000 tay đây, một bộ 1.000.000 nha anh em. Tiếp theo là em có một cây men BS 4008, cây này thì có thể đánh cho anh em là một kênh, đánh được một cặp 40 con 75, giá bán cực kỳ yêu thương cho anh em luôn. Cây Việt Nam 2.300.000, 2.300.000 cho một cây men Việt Nam ha. Và một cây đây em còn một cây MA 8004 còn rất là đẹp anh em ha, 3.100.000, chạy là 60 sò.
và một con men 7 MA1200. Cây MA1200 này thì bán anh em giá là 2.800.000, đánh được một cặp 40 con 75. Và quay qua cho anh em thì em còn là gian số ha, gian cơ. Thì gian số là hàng mới có nè, quay sơ cho anh em ha, F35 6.000.000 đồng. Vàng mới bên em thì Ackley thì giá nó là 1.300.000 một cây, hàng mới bảo hành 1 năm. Vàng số thì em có dòng vàng số X5 Vina anh em. X5 Vina thì em còn được tổng cộng là 1 2 3 4 cây X5 Vina. 3 cây với anh em ha. Còn 3 cây X5 Vina này thì giá nó là 2.200.000 một cây. X5 Vina. Đây là cái nội thất của nó, em tháo qua cho anh em xem đây ha. Đây, nội thất. Hai nguồn. Hàng zin ha. Đó. X5 Vina. Thì giá nó là 2.200.000 một cây. Và X5 thường thì giá là 2.000.000 một cây anh em ha. Thì X5 thường này, cây này đẹp nè. Đó, cái cây đẹp keng là bán em giá 2.000.000 thôi, nó cũng là hàng hai nguồn hết. X6 cũng là hàng hai nguồn 2.200.000. Quay qua đây thì có dòng X5 là 2.000.000 một cây nè anh em. Nó cũng là X5 thôi, nhưng mà nó không có hàng bản quyền Vina, thì nó là 2.000.000 một cây. Đó, em còn là 1 cây, 2 cây nè, 3 cây nè. Một cây X3M6 thì bán em 1.600.000. Đó, một cây này là một cây X3 anh em ha, phần mềm nhận đầy đủ. Giá là 1.600.000. Và một cây DB Aquatic S500 Pro thì 2.400.000. 2.400.000 anh em ha. Vang số thì em còn rất nhiều, cũng nhờ anh em thương. Hôm trước em nhập về đó, đâu đó cái lô này nó tầm khoảng mười mấy 20 cây, mà anh em thương thì nó bán cũng còn được mấy cây. Có thể là một hai hôm nữa thì chuẩn bị nhập về anh em ha. Và em còn một cái mixer mã của nó là S2242 Pro của Bininger. Bininger anh em ha, cái con mixer này thì nó hơi to anh em, nó tổng cộng là 20 lai. Mixer 20 lai của Bininger và nó có 4 đường rút anh em ha. Con này nó có 4 đường rút nè, 1, rút 1, rút 2, rút 3 và rút 4. Một đường mono và một đường men. Hai ách phách độc lập anh em nha. Đó, con này thì nó hai ách phách độc lập nè. Của Bininger, nhưng mà có cái là nó hơi to, để tủ máy thì nó hơi chặt anh em ha. Con này bán cho anh em giá là 3.000.000 đồng. 3.000.000 đồng cho một cây Bininger nha anh em ha. Bininger mã là SL2442 Pro. Hai ách phách anh em ha. 3.000.000 đồng. Tiếp theo là em có một cây FX12. FX12 còn đẹp. Đó, cây này thì nó hơi xấu hơn, 1.600.000. Và cây bên đây đẹp keng thì là 1.800.000 anh em ha. 1.800.000 cho một cây EFX12 Lite. Còn rất là đẹp ha, 1.800. Và cây này hơi xấu hơn thì bán anh em 1.600. Laptop thì em còn là laptop Dell anh em ha. Nó một cây laptop Dell. Cây này là hàng em nhập về hàng mới ha. Thì nhập về một cây này thì giá nó chỉ có 3.800. Lúc trước em có quay cho anh em rồi đó, nó là chạy phần chạy là Core i5 thế hệ 4420. Cái RAM là RAM nó là RAM tự nhiên quên rồi ta. Chạy là hình như là 4 gam 4GB á nè. Rồi cái phần mềm là 10 ha, chạy Win 10 Pro á. Rồi con này là 3.800.000 anh em ha, bảo hành cho anh em là 6 tháng. Hàng này bảo hành cho anh em 6 tháng nha. Rồi quay qua lo thì em cũng còn một số lo anh em ha. Hôm trước khách nào đặt cái phân tầng này thì nhắn lại địa chỉ giùm em nha, tặng bữa nay em gửi nha. Lo thì em có gã thùng ra được mấy cặp 30 này anh em ha, mấy cặp 30. Mấy cặp 40, con 100 có, con 75 có, con 82 có ha. Cặp này là cặp con 82 này anh em ha. 500B. 500B con 82 này hôm nay bán cho em giá là 2.000.000 đồng đi anh em ha. 500B này của Trung Quốc anh em nha, giá là 2.000.000 đồng một cặp. Và cặp 300B Trung Quốc này thì giá là 1.800.000 một cặp ha. Trung Quốc mà lúc trước nó nhái nhìn cái cọc cũng hơi giống anh em, hao ha. Cọc cũng làm cũng giống ba Thái lắm anh em. Này là hàng nhái nha. Trung Quốc 300B. Giá của con này là 1.800.000. Lo con 75 7 có thùng bảo vệ từ nè anh em. Từ 190 con 75 ha. Cặp này là một cặp 7 nè, 40 nha. Cặp này bán cho anh em giá là 1.300.000 anh em ha. 1.300.000. Battery RCF từ 220 con 100 đít lòi viền xanh. Tháo thùng ra thì em còn được 2 cặp anh em ha. 2 cặp, một cặp bán cho anh em giá là 2.000.000 đồng. Một cái là 1.000.000 anh em ha. Thì anh em có thể làm sub được, làm full được. Cái này là em chưa quét dưỡng màn luôn anh em ha, còn rất là đẹp nha. Bắt GCF từ 220 con 100. Và em còn 2 cặp trên gáp phi thiền anh em, 2 cặp 30 giá rẻ cho anh em đây.
hai cặp 30 giá rẻ này thì bán cho anh em giá là một cặp này 1,2 triệu anh em ha, mũi lõm nè anh em. Đó, một cặp này 1,2 triệu nha. Bát 30, con 75. 30 con 75 này anh em. Giá là 1,2 triệu một cặp đi anh em, 1,2 triệu một cặp ha. Trên thùng phi thiền, đó anh em cần gáp cặp phi thiền 30 đôi này thì em sẽ gáp luôn cho anh em ha. 1,2 triệu một cặp. Và đây là một cặp 40 con 75, có làm con rồi nestle anh em ha. Màn rất là đẹp nè. Nestle từ 190 con 75, giá là 1,4 triệu. Và em còn một cặp mẫu Martin anh em ha. Từ 190 con 75, bát zin đẹp giá là 1,5 triệu anh em ha. Đó 1,5 triệu. Bát JBL, JBL thì em còn cũng còn một cặp. Từ 220 con 100. Đó từ 220 con 100 ha. Từ 220 bát JBL, từ 220 con 100. Bát zin đẹp giá là 2 triệu đồng một cặp anh em ha. Zin đẹp nha, 2 triệu đồng một cặp. Và em sẽ quay cho anh em là mấy cái bát mới nha. Bát mới thì em có là dòng neo. Dòng neo này là neo 40 con 75 giá là 2,8 triệu. Và đây là dòng neo. Neo là neo khói của RCS nè anh em ha, đặc trưng của RCS nè. Hàng mới. Con 75 bát 30 cũng là một loại mũi lõm luôn anh em, thì giá nó là 2,6 triệu một cặp. Bát 50. Bát 50 RCS đích loại viền xanh thì giá nó là 3 triệu đồng một cặp. Và bát 300B Trung Quốc thì nó là giá là 2,8 triệu một cặp, hàng mới anh em ha. Cái lô này thì em quay cho em là toàn là hàng mới hết. Bát 30 con 75 thì giá của nó cặp này thì bán cho anh em giá là 1,6 triệu ha. 40 từ 220 con 100 thì giá nó là 2,5 triệu, hàng mới. Và súp RCS từ 280 con 125 giá là 4,4 triệu. Lo 40 con 75 thì em cũng còn trong kho đó nè. Đó cái lô đó thì còn trong kho, em chưa kịp lấy ra ha. Thì em để hôm nay cũng còn rất là nhiều. Có mẫu lo 40, 30, 50, súp full gì cũng có hết, 300B cũng có hết. Thì anh em cần mua món nào thì alo giùm em ha. Đây là cái mẫu lo Q8. Đây cái mẫu lo Q8 này. Mẫu lo Q8 này thì nó là lo 2 tấc anh em ha, xài rất là canon hết. Đây là lo 7 nha. Lo 7 thì nó ke gốc rất là nhiều nè anh em. Ke gốc rất là nhiều, lo 20 mà ke rất là nhiều ha. Cái con này thì công suất của nó là 80W. Ở chế độ là 8 ohm, nó là 7 kg. Hàng 7 thì công suất nó ghi rõ trên thùng lo hết anh em ha. Thì một cặp như thế này. Một cặp như thế này bán cho anh em giá là 1,7 triệu nha. 1,7 triệu thì anh em có thể là lắp phòng, karaoke, xài âm ly được, xài men được luôn anh em ha. Và đây là cái lô vỏ súp, lọ súp mặt thẳng có, mặt xéo có ha. 2,6 triệu một cặp súp 50. Và đây là cái lô tủ máy của em. Lô tủ máy thì có là đỏ, xanh, tím, vàng, tùm lum. 8U có thể là để 2 cục men, khoan số micro, giá là 1,1 triệu. Tủ máy 1U anh em ha. Và em còn một cây của Việt Phương nữa nè. Một cây này thì cây mixer gì đây. Một cây mixer lúc trước là anh báo anh mua 2,000,000 gì đó. Bán cho anh em cây này 600k nha. Eco Revert đầy đủ nha. Của Việt Phương có feedback chống hú luôn nè. Đó. Đó cây này thì có Revert nha. Cây này của Việt Phương đó nè. Đó. Thì cái này anh mua 2,000,000 đó. Nhưng mà bán lại cho em 600k ha. Đó 600k. 600k. Một bộ micro mix 2A giá rẻ nữa đây nè. Thâu lại của khách ha. Một bộ micro này thì bán anh em giá là 700.000. Micro mix 2A còn chạy tốt 700k. Và một bộ micro UG26D 900.000 còn nguyên hộp luôn ha. Đó, thâu lại của khách anh em. Và đây là cặp vỏ phi thiền anh em, phi thiền 30 bán em 1,5 triệu nha. Đó. Một cặp vỏ phi thiền 30 này bán em 1,5 triệu. Hàng bên em thì bán là không bao ship ha. Từ trước tới giờ em đã nói với anh em là bên em bán thì không bao ship. Và hàng nặng thì cho em xin cọc ha. Và hàng bên em thì bán bao lỗi cho anh em trong vòng 7 ngày. À, clip quay cũng hơi dài, em quay lướt qua anh em ha. Đây là còn một cái mixer Việt Nam là có eco nè anh em. Chắc là một cái line này chắc hư rồi anh em ha. Đó. 500k. 500k cho một cái mixer Omaton. Omaton ha. Còn eco 500.000 cho một cái mixer Việt Nam giá rẻ anh em ha. Tủ máy thì em có là tủ máy 2 bát, tủ máy 3 bát, lo súp và lo full. Nói chung là lo full mới, loại mới lúc nào cũng có hết, phi thiền qua tiễn hay là loại bên kia thì em có ha. Và đây là cái lô vỏ Array. Array thì 2 triệu đồng một cặp cho anh em ha. 3 chân có, 2 chân có và mẫu 4 chân có. Vỏ này vỏ cũ 1,9 triệu một cặp nữa nè, còn rất là đẹp.
thì em đổi khách gáp cái vàng anh em, thì em đổi qua cái mẫu kia cho khách, thì em còn cặp vỏ này. À đây 4 chân nha. Mẫu súp đôi thì 4.400.000 anh em, mẫu súp đôi 40. Và quay qua bên đây thì em có là mẫu súp đôi thành phẩm RCF thì giá nó là 7.000.000 đồng một cặp thành phẩm. Còn mua vỏ thì em sẽ tháo vỏ ra bán nha. Vỏ này thì em bán cho anh em là 2.900.000. Bát thì 2.500.000 một cặp, bát RCF nha, đích lòi viền xanh. Còn đẹp keng. Đó, không có cái nào làm ghia làm con hết nha, ghim hết, 2.500.000 một cặp. Còn em muốn mua mới thì là 3.000.000. Bên này thì em có là một cái lô lo về thanh lý cho anh em mà tài chính hơi yếu yếu anh em. Cái này là tại vì mình mua về nó cũng rẻ rồi anh em nên mình bán lại giá rẻ nha. Một cặp lo 40 con 75 này. Đấy. Cái thùng này thì mình bán cái dạng này như tặng cái thùng luôn rồi anh em ha. Thì nó là xài bát bát là bát 40 con 75 anh em ha. Nó xài bát 40 là con 75, chép là chép 450. Một cái thùng lo này bán anh em giá là 2.000.000 đồng. Đó, 2.000.000 đồng. Thì cũng như là dạng như mình bán bát thôi, còn cái vỏ này cũng như là dạng mình tặng nghe anh em ha. Thì cái vỏ này là cái vỏ hồi xưa chắc là vỏ nỉ anh em. Khách đã lột ra sách sơn lại thì là vỏ sơn cũng đẹp. Đó. Thì mình bán như một cặp này là 2.000.000 đồng, mà bán một anh em 1.900.000 thôi. 1.900.000 cho một cặp 40 này ha anh em ha. Một cặp 40 này thì giá là 1.900.000 nè. Để quay đứng cho anh em xem ha. Nó để đứng như thế này. Đó, khách đã sơn lại đẹp nè. Cái mẫu này thì mẫu vỏ nỉ hồi xưa đó anh em. Nhưng mà khách sơn lại rồi ha. Ở trong là bát 40 con 75, cặp này 1.900.000 anh em nha. Và một cặp 30 đôi này nữa, một cặp 30 đôi này nữa là xài hai bát 30. Đó, hai bát 30 và một chép 450. Một cặp luôn nha anh em. Cũng là chắc là cũng là sơn lại nè anh em ha. Nè quay cho anh em xem nè. Này vỏ này là vỏ sơn nhưng mà chắc nghĩ là khách đã tháo ra sơn lại hay sao đó. Vỏ này chắc hồi xưa là vỏ nỉ. Vỏ thì còn chắc chắn nha. Một cặp này bán anh em 1.700.000 luôn anh em ha. Một cặp này bán anh em 1.700.000 nè. Mã gì KB206 thì đây còn một cái bỏ đâu ta. Nó một cặp này, một cặp 30 đôi 1.700.000. Và còn một cặp súp này nữa nè. Một cặp súp này thì là vỏ nỉ nè anh em ha. Vỏ nỉ nè, nó cũng vỏ này thì em chỉ bán bát thôi, bát nó là bát RCF từ 220 con 100. Cặp bát có làm con rồi, bán cho anh em cặp súp này 2.000.000 đồng. 2.000.000 đồng là em chỉ bán cái cặp súp thôi nha. Còn cặp vỏ thì anh em muốn lấy thì lấy, còn không lấy thì mình gỡ vỏ ra mình bán. Có nghĩa là cặp vỏ này là mình dạng mình tặng anh em ha. Đó. Vỏ là dạng mình tặng thì anh em ở xa thì không nên lấy, thì tại vì tiền ship nó cũng khá là cao nha. Cặp vỏ này vỏ nỉ còn xài được. Nè anh em. Vỏ nỉ còn xài được nhưng mà tiền ship thì cặp này nó tạ rơi tầm khoảng gần 600.000, nó hơi mặn anh em ha. Hơi mặn thì anh em chỉ lấy cặp bát thì tiền ship nó khoảng 100.000+ đó, thì là giá là 2.000.000 đồng. Thì em mua nguyên cái lô này đó, còn trên xe rất là nhiều ha. Và quên, đây là một cái cặp, một cái súp 40 thành phẩm. À đây, cái này là bán giùm cho khách anh em ha. Khách là mua một cái súp này là hồi mới mua mới là 3.500.000 gì đó của NM gì audio gì nè. À cái này của Ngọc Mai Hóc Môn. Ngọc Mai Hóc Môn anh em nha. Một cái súp thành phẩm này mình không có nói kênh của anh ta làm gì anh em ha, xin lỗi nha. Đó, một cái súp Pro 15 gì đó. Một cái súp này thì khách nhờ bán lại là giá là 2.500.000 anh em ha. Đó, nhờ khách nhờ bán lại là 2.500.000, bát là bát coi 100. Vỏ là có ke gốc đầy đủ nè anh em ha. Đó, vỏ có ke gốc đầy đủ đẹp ha anh em ha. Vỏ 40 nha, mà làm cái mẫu cũng rất là to anh em, 40 mà làm như 50 vậy anh em ha. Thì một cái súp này bán anh em giá là 2.500.000. Bán giùm cho khách anh em ha, nên không có bớt được anh em ha. Qua đây là cái mẫu vỏ súp mới nè anh em, mẫu vỏ súp mới bên em ha, và súp BSD. Thì hàng còn trên xe rất là nhiều anh em, đó, đây. Còn trên xe ha, còn men rồi, còn lỗi chảnh, súp BSD rồi anh em. Thì clip cũng quay cũng hơi dài anh em thôi. Thì anh em cho em xin một like, đăng ký. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh em trong thời gian vừa qua ha. Và em có kinh doanh thêm xe đạp điện thì mẫu 8.000.000 và mẫu 6.000.000. Và có bán thêm một chiếc 7 chỗ giá rẻ anh em, có mua thì alo số giùm em ha. Đây chiếc 7 chỗ giá rẻ của đứa em bán giùm. Chiếc này là 40 cũ anh em ha. 7 chỗ để dành chở lo, chở thùng hoặc là chở gia đình đi chơi, hoặc là anh em tập lái cũng được nha. Dạ chào anh em ha.